Đây là trang mua ớt các em. Mời các bạn nha. Mình mời các bạn luôn nha. Cái xài bự quá các bạn ơi. Rồi hái tiếp cho cô Thảo. Đây có được trái xài nữa rồi. Trời quên trái xài bự quá không nha bạn. Nắng nè. Trái xài khổ quá. Đây. Này các bạn. Ồ trái xài bự quá các bạn ơi. Oh my god, who the hell cares? Thôi bị to. Thôi giờ mình lên chấm mắm đường mình ăn đi. Dạ. Đem vô đi, rửa đi. Mình mới gọi xin các bạn, mời các bạn nha. Đây. Mời các bạn cũng ăn với Béo Su với Sủ với Thảo nha. Rồi. Đây là trang mua ớt các em. Mời các bạn nha. Mình mời các bạn luôn nha. Mình mời các bạn ơi. Ngon nhất cái đó luôn bạn. Ôi lốt. Mời bạn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là dĩa mắm đường các bé làm đây. Bé Thảo nó ngon mà cái mặt bé Thảo nó nhăn ghê. Ngon. Hôm nay mấy bé thử thách ăn thử hết cái dĩa còi sống nè các bạn. Dĩa còi sống này còn chua lắm. Ngon. Nó ăn nó nói gì. Con thấy dám ăn luôn nè. Ừ. Nói dám nhỏ dám ăn luôn rồi. Ngọt. Ừ, lên nó ngọt. Ngọt không? Ngọt. Ngọt mấy miếng nhỏ ăn thôi, mấy miếng bự ăn.
Ngon ghê á. Ngon lắm nha mấy bạn. Bé bé xu đập nhau mặt cái bé xu. Chua. Ngon mấy chị ăn không chua sao em chua. Ăn tắt tốt mình hết chị không chua. Tới Thái Lan Campuchia rồi. Mở mở ba cái Khải. Mở ba cái con. Ăn một bình nữa. Mấy Khải ăn chí thế quá. Ăn xong rồi nhăn mặt vô mấy Khải. Có mà. Mở thử dữ vậy luôn. Rồi tới Trung Quốc luôn à. Cửa trời ơi, Trung Quốc đâu té. Rồi mấy bé ăn nhanh dữ vậy rồi còn con miếng duy nhất các bạn. Ai ăn trước sẽ được cái miếng đó đó hằng, thử coi ai ăn ăn nó không à. À, dở à. Trời á. Giải còn. Rồi. Rồi bé Khải là người chiến thắng miếng cuối cùng, khoe các bạn đi bé Khải. Ừ, Khải còn. Đấy, ăn quá lợi hại quá. Đây là cái dĩa thạch tâm lên luôn. Đây là con bánh nước mắm đường. Tết Campuchia. Rồi Tết mất cho chi nào rồi. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Ngọt cái à. Ngọt á. Ngọt sao như mặn vậy trời. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Ủa không có nhăn mặt. Rồi bé Thắng ăn xài chua xỉu rồi. Cạn hết rồi, Khải cạn rồi. Khải ăn lợi hại quá. Có Khải ăn ngốn rồi. Oh my god, who the hell cares? Ai nữa cảm giác rồi. Nhỏ kia chua quá trời rồi các bạn ơi. Mà ba đó mình ăn hết rồi nè. Rồi tôi con chào các bạn đi. Các bạn nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký. Và nhớ vào một cái chung nha các bạn. Bye bye.